mà anh em nay mặt nó mới ngủ dậy luôn nè anh em, sâu mặt mới ngủ dậy luôn cho anh em xem biết thế nào là ngủ dậy trễ. Anh em qua chờ quá trời nè. Ủa mày gói ngủ dậy luôn hả? Đây này giao xe nè, nó xe B500X nè. Lát nữa mình sẽ test duyên cho chủ xe với lại người mua xe, hai người sẽ đến với nhau nha anh em. Đến với nhau. Đó, lát nữa hai người gặp đang chờ ký giấy nè, giờ ngắm xe đó. Gọi đem chị đi ký giấy, anh Vân Tài. Chị bị đi, đi ký giấy. Đồ đến giấy. Đó, chuẩn bị là đi ký giấy. Xác nhận tình trạng bữa anh đã ký giấy này không phải cầm là giấy độc thân nha anh em. Tại xe phân khối lớn á. Cái giấy độc thân này mình mới hết độc thân cho anh em. Xe B500X. Con này hả? Anh tên ông. Hai ngày trước, một ngày trước là có một anh đi qua luôn á. Năn nỉ bán luôn, xin số điện thoại anh. Em kêu ảnh cọc rồi, anh muốn lấy con này rồi, không được. Bạn người da mà. Để là mình muốn để là mình có bữa đó có em không ta? Cái anh đó qua có em không? Anh lớn lớn á, một có một anh chạy xe hơi nữa. Rồi đó, rồi chút nữa hai người sẽ gặp nhau để đi ký giấy nha anh em. Đi ký giấy với nhau. Cho thành cho nhau. Ơi vợ bé này ông chưa chơi luôn á. Còn cái gì không chơi rồi. Giao dịch xong. Đi ngã với người luôn thôi. Đi ngã được. Đó. Sợ đèn đỏ. Không, nó không sợ đèn đỏ. Xuống. Sợ xuống khủng long. Mình chạy xe gì thằng kia mấy sáu nó chạy bình thường nè, thi xét gỡ xuống chỗ tài thi. Chỗ tài cái nhẹ coi. Thôi nha, giờ em giặt giao cầu bàn xe nha. Okay, hồi nãy định test hợp cho anh hai anh đứa bảo điều ảnh có vợ. Đi xe này mới. Rồi, chỗ tài thi. Thi. Chỗ tài thi. Chỗ tài. Chỗ tài 1m6 chạy con này luôn nè anh em, nó nhỏ chút xíu nè, anh em coi nè nha. Coi nè. À cái gì người ta gọi là gì? Cái gì chuột đu gì ta? Chuột đu gì? Voi. Chuột đu voi hả, phải không? Kiến đu voi. Đây. 1m6 nè. Đấy, người đi qua. 1m6 đi. Đó, thấy không? Đâu cái chân kia đâu rồi? Rồi. Ok, rồi. Làm vòng đi. Làm vòng á. Ừ, vòng đi. Xe đẹp không anh em? Bao đẹp luôn. Chủ xe nè, anh bậy quá, người ta mới cưới vợ mà anh đã lên tết trước rồi. Người ta mới cưới vợ cho kịp tết vợ. Hợp luôn á, dáng này hợp luôn á. Anh mét 7 mấy à? Anh mét 7 mấy anh? Mét 8 luôn hả? À? Rồi, mét 8 vừa y luôn á, hợp luôn á. Mét 8 là vừa y luôn. Con này sao dở nổi? Mấy con này dở nổi. Bốc. Con này chạy đẹp đúng không? Cao. Con này đi GS 1200 cũng được nữa. Lúc bán đi đối với người ta là cái gì đó. Dạ. Rồi đi, lúc. Cảm
Ừ. Rồi bye bye mọi người nha. Bye bye. Có gì anh sẽ gửi chìa khóa về cho dạ. Cho Minh nha. Dạ. Rồi cảm ơn Minh nha. Rồi. Cảm ơn chủ TikTok. Minh phải chưa. Rồi cảm ơn Vi. Ờ ok. Đó có thêm một anh em nữa bán xe là có thêm ba anh em luôn. Đây đây rồi đó bye bye. Rồi ok cái. Ok. Rồi có gì gặp sau còn gặp nhiều mà. Đi cẩn thận nha. Dạ. Để chạy quen rồi anh chạy nhanh. Dạ, ngày hôm nay đúng luôn. Rồi đưa cà vẹt rồi. Không đưa rồi, đưa rồi. Đưa rồi.